Dạ, em có vợ nay thôi gần 3 năm rồi. Em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có một bé trai 14 tuổi. Còn ưu điểm của em thì như là cũng biết quan tâm, nhất là gia đình, với lại cũng biết nấu ăn ạ. Ưu điểm em thì có thể tự lập, mình làm sao mình có thể lo được này nọ, ăn uống hay là chăm sóc sức khỏe này nọ của mình. Nhiều khi con em nhậu có những hút thuốc này nọ vậy thôi. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì được. Em không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Dạ. Em cũng đã từng gãy gánh rồi. Và 10 năm nay em cũng không quen ai hết. Nên em cũng rất là sợ, mình phải tìm hiểu cho kỹ. Em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Xin được mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi mời cô gái với chúng ta giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Dạ em tên là Thảo. Em năm nay 38 tuổi. Em thì quê gốc ở Quảng Bình. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở đây ạ. Thảo làm công việc gì? Dạ em làm bên giảng viên phun xăm ạ. Ở quận mấy? Dạ lúc trước thì em làm ở bên quận 1. Nhưng mà hiện tại thì em cũng mới nghỉ đang. Ủa Thảo làm gì Thảo? Giảng viên. Dạ giảng viên phun xăm ạ, anh Quyền Linh. À, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các bạn xem đài và trường quay. Em Nguyễn Trung Việt, sinh năm 84, đang làm ở Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Làm gì? Làm bên nhôm kính. Hả? Nhôm kính. À, nhôm kính, cửa nhôm kính là kia đó hả? Rồi, mời nhà gái cho tôi biết ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của em là nhát ở trước đông người ạ. Mình làm giảng viên mà mình nhát trước đông người. Dạ đúng rồi. Em dạy thì thường là một lớp nhiều khi cũng 20-30 bạn á, nhưng mà gặp những người dạ đúng rồi, dạ đúng chuyên môn thì mình không có sao. Nhưng mà gặp như là quay chương trình này thì em bị run. Và với lại cũng kiểu như là hay bị bít ướt á, là hay dễ bị xúc động. Dạ. Còn ưu điểm của em thì như là cũng biết quan tâm, nhất là gia đình, với lại cũng biết nấu ăn ạ. Nhà gái của chúng tôi như vậy đó ạ. Mời nhà trai. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm em thì có thể tự lập, mình làm sao mình có thể lo được này nọ, ăn uống hay là chăm sóc sức khỏe này nọ của mình. Nhiều khi con em nhậu có những hút thuốc này nọ vậy thôi. Có nhậu thuốc nữa, khuyết điểm ha. Dạ. Thôi, mình đường tình duyên mình sao? Dạ, em có vợ nay thôi gần 3 năm rồi. Cái vợ được, ở vợ được mấy năm? Ở vợ được gần 1 năm. Gần 1 năm thôi. Dạ. Có con chưa? Chưa. Lý do sao chia tay vậy em? Trước thì cưới vợ trễ, cũng người lớn mai mối nọ rồi, cũng chưa có lâu rồi. Sau này thấy cũng được rồi, cưới sao về không hợp rồi chia tay. Mời nhà gái. Đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có con? Em có một bé trai 14 tuổi. Bây giờ là bé ở với ai? Dạ bé ở với lại ông bà nội với ba. Hai bên đều có gia đình hết. Bên kia có đứa con mà ở với ba rồi ha. Vậy thì hai mình là có thể thoải mái, tự do, không có ràng buộc gì hết. Mình giấy tờ ly hôn xong hết chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Rồi em trai? Em xong hết. Xong hết rồi. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Một người bình thường, giống như là hiền, biết lễ phép với ông bà cha mẹ, với đừng có ràng buộc quá, kịp kiểm tra này quá. Không cho người ta kiểm tra luôn. Có vừa thôi. Mà mình có minh bạch không? Có. Minh bạch là được. Minh bạch là người ta không kiểm tra đâu. Rồi đó là mong muốn của anh. Còn cô gái của chúng ta thì thế nào nè? Dạ em thì mong muốn kiếm một người không có gia trưởng, lại có công việc làm ổn định, với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Mình có hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ giống như anh Quỳnh Linh. Khó có lắm. Nhiều lắm á, bạn phát hiện ra thôi. Nhiều người giống Quỳnh Linh lắm á. Rồi chào em gái. Dạ em chào anh. Dễ thương quá. Thật ra thì dạng như anh Quỳnh Linh á, nhiều lắm, nhưng mà có điều mình không phát hiện ra thôi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ phát hiện ra này, cao hơn Quỳnh Linh không? Trai hơn nè, trẻ hơn nè, đúng không? Nhưng mà hơi hiền đúng không? Dạ. Quá. Bỏ thuốc uống rượu được không? Giảm từ từ. Bỏ luôn được thì tốt anh ha, tại vì nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Hôm nay em đi với ai? Em đi với người em rể. Em rể. Rồi, chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ.
nhà gái và khán giả trong trường quay. Em tên là Đoàn Nhân Hậu, là em rể của anh Thanh Việt. Đến đây cũng muốn là anh Việt sẽ kiếm được một người vợ. Thế cô này sao? Em cảm thấy chị này hiền, nói chuyện chững chạc, chung cũng hợp với anh lắm á anh Việt. Em muốn anh này kia bấm nút. Cảm ơn anh. Còn cô gái của chúng ta đi với ai? Dạ em đi với dì, em với em gái. Dạ, chào dì. Dì thấy sao dì? Chào chú Quỳnh Minh, chào cô Ngọc Lan, chào Minh Đăng Trai. Và chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là dì của Thảo. Thì liền đây là một cái duyên rồi. Thì cố gắng hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn dì. Rồi, chúng ta sẽ cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Việt. Chào em, anh có món quà tặng. Cảm ơn. Em món quà tặng anh. Rồi, bây giờ mình ngồi đối diện nói chuyện đi. Là hiện tại anh đang sinh sống ở đâu ạ? Giờ anh đang làm ở Hóc Môn, thành phố. Dạ. Nhà anh thì ở dưới Long An. Nhà là ở Long An. Dạ. Hóc Môn là ở khúc nào anh? Môn ở ngay Đông Thạnh, gần chợ Đông Thạnh. Em ở gần đây à? Em ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Tân Bình lên Hóc Môn gần đấy. Dạ. Ừ. Em ở đường Cộng Hòa, Tân Bình. Ừ. Rồi cảm nhận các bạn gặp nhau thế nào? Nói cho nhau nghe đi. Anh gặp em, anh thấy em sao ạ? Thì đầu tiên thấy em nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, cũng hiền, dễ thương, vóc dáng cũng cao, xinh quá. Nãy em nghe không rõ là anh có hút thuốc hay là với lại... Đúng rồi, có hút thuốc. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì được. Em không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Dạ. Rồi bây giờ tương lai thì sao? Em trai hỏi đi, còn bao lâu mình bước tới được? Thì em thấy như nếu mà mình quen nhau thì thời gian nó bao lâu thì có thể tiến tới được. Cái này thì để mình tìm hiểu coi thấy là nếu mà được thì cũng tùy theo lúc đó nữa, nếu mà tìm hiểu được. Em cái này em cũng không có dám hứa là bao lâu, tại vì em cũng đã từng gãy gánh rồi và 10 năm nay em cũng không quen ai hết, nên em cũng rất là sợ mình phải tìm hiểu cho kỹ. Em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Vậy thì á, là em hãy nói cho nhà gái biết á, em đã chuẩn bị cho gì cho cuộc hôn nhân này rồi. Ha? Dạ. Đó, em lấy vợ về ở đâu? Định hướng thử xem. Thì giờ để hỏi vợ, như vợ bây giờ là lập nghiệp ở đây luôn hay là về quê ở? Dạ, nếu cái công việc của em thì ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Em cũng sống trước giờ ở trong đây à. Nó cũng quen rồi, nhưng mà em cũng chưa biết, em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ đi về một tỉnh nào hết. Cái đó là em chưa có suy nghĩ tới. Thì cũng chưa có biết được. Nếu mà một người nào đó mà thấy ok được, em cảm nhận được á, thì lúc đó có thể là mình suy nghĩ lại, tính lại. Nếu muốn lập nghiệp đây thì như anh làm trong đây cũng được, chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng ở đây á, là bây giờ nhà cửa làm sao? Anh có chuẩn bị gì, đất đai, nhà cửa gì chưa? Em có nền nhà ở Đồng Nai, nhưng mà không, sau này không ở thì sau này bán về đây mình mua chỗ nào mà xa xa rẻ rẻ, từ từ mình gom tiền mua thêm. Đồng Nai là ở đâu? Đồng Nai, Nhân Trạch, Đồng Nai. À, được đó. Nhân Trạch thì sắp sửa bắt cái cầu qua rồi. Thật ra ở Nhân Trạch khi bắt cầu thì đi qua lại rất là nhanh luôn. Vậy là cũng có chuẩn bị hết rồi. Rồi bây giờ là lấy vợ về có phải làm dâu làm gì không hay là sao không? Giờ mình làm được ở đâu mình ở đó luôn chứ không cần phải làm dâu. Mà em hỏi bên kia có ghen không? Em có ghen nhiều không em? Dạ, nói chung thì nếu mà đã yêu thì sẽ có ghen ạ. Nhưng mà em nghĩ là sẽ lớn là cũng có kiểm soát được. Chứ em đã nghĩ một khi mà đã yêu là sẽ có ghen. Anh sợ kiểm soát lắm á. Anh này là anh sợ nhất là kiểm soát. Điện thoại sao? Có cho người ta kiểm soát không? Được, điện thoại thì coi thoải mái. Đâu có gì đâu. Em nghĩ nếu mà mình không có gì hết thì không sao. Bây giờ mình trong sạch thì đâu có ai kiểm tra, hay là không có gì mờ ám thì em nghĩ rằng là không ai kiểm soát vậy anh. Còn tiền bạc sao? Kinh tế ai giữ? Thì làm thì tiền gửi vợ giữ thì nọ ấy, mình chỉ giữ ít, mình xài đổ xăng này nọ đi tới lui thôi chứ giữ nhiều cũng xài hết.
Rồi, cái chỗ đó, chi tiết đó là được đó nghe. Bước tới, nắm tay cô gái đi. Đó. Lạnh quá. Anh cảm nhận về cô gái này như thế nào khi mà anh đã nắm tay cô gái ấy? Thấy cũng nhìn cảm giác hiền với cũng chân thành. Thấy cũng thích. Nếu được em làm vợ thì sau này anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em để em không khổ như những thời gian nào đó. Rồi, chuyện con cái. Con cái em sanh một hai đứa. Này, anh có bé nào chưa? Chưa. Dạ. Thì nếu mà tiến tới được thì một bé, hai bé gì cũng được ạ. Tại em cũng lớn rồi, em chỉ sợ là mình có sanh được nữa hay không thôi. Thì tới đó đi, một đứa, hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi bây giờ mình hát một bài để mình tỏ tình với cô gái đi, cho mình đỡ rung nữa. Rồi em hát không được, nhát lắm chị. Vậy giờ cô gái, mình hát một bài cho chàng trai đỡ rung. Em còn rung hơn á. Bây giờ mình lấy kim ra mình xăm cho chàng trai. Dạ cái đó được. Dạ cái đó được, làm một tặng một được ạ. Rồi em trai, em thấy cô gái làm phun xăm vậy á, mình có hỗ trợ gì được em gái không? Có thích cái nghề đó không? Không thì nghề thật thì cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Nhiều người yêu nghề thật mà, mình làm giống như là cái yêu nghề cũng có tiền nữa mà. Em là làm về phun xăm chân mày, xăm môi hay dạ, là... Dạ đúng rồi ạ. Mày môi á chị. Dạ. Về em coi môi anh xăm xong được không? Dạ được ạ. Rồi thôi hai bạn về ghế đi cái nào. Bữa nào anh ghé anh phun xăm môi. Dạ nếu mà anh Quỳnh Linh xăm thì chị em sẽ khuyến mãi. Một tặng một. Xăm môi dưới tặng môi trên á. Dạ không, anh Quỳnh Linh thì chắc là em tặng má hồng mà không thì lông mày vậy đó cũng được. Vậy đó hả? Dạ. Xăm má hồng đúng không? Đường Lan. Được nha. Lúc nào má cũng ửng ửng đỏ, ta tưởng xỉn đó. Rồi. Thì hai bạn để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta đưa ra quyết định nha. Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan, hai anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình ha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Tại sao vậy em? Dạ tại vì em thấy cũng em cũng có nhiều điểm em chưa có ưng lắm. Là chưa có hợp thuốc. Nhau dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hút thuốc, thấy chưa? Hút thuốc không có tốt rồi đó. Giờ muốn kiếm vợ bỏ thuốc trước cái đi. Yeah. Nhiều chàng trai trên đây cũng vì hút thuốc mà mất bồ đó. Em thì nhậu thì có thể được nhưng mà hút thuốc thì em không thích lắm. Thấy chưa? Chỉ có vậy thôi. Thôi giờ xin số điện thoại đi. Khi nào bỏ thuốc được liên lạc rủ cà phê biết đâu được ha. Dạ, cũng có thể làm bạn á. Có thể làm bạn với nhau. Mời bạn nam. Đây, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Thế em chào chị ạ. Rồi, ngồi đi em. Rồi. Em gái tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh bên cạnh ạ. Rồi, chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Cá Thị Thơ ạ. Năm nay em 28 tuổi, hiện em đang làm điều dưỡng tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. À, mình dạ. Sống và làm việc ở đó luôn hả em? Dạ, đúng rồi chị. Quê mình ở đâu? Dạ, em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe giọng dạ. Nghệ An. Dạ, đúng rồi ạ. Mình vào trong này lâu chưa? Dạ, em vào được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi ha. Dạ. Rồi, một cô gái điều dưỡng. Mời chàng trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi tới anh Quyền Linh, cùng chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả là và bạn gái bên cạnh. Em tên là Phan Bá Tiến, em đến từ Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện đang... Đồng hướng chị. Em đang làm cơ khí chế tàu máy ở phường Thạc Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Năm nay em 32 tuổi. Thanh Chương hả? Dạ Thanh Chương ạ. Thanh Chương nhút mặn chua cà. Nhút mặn chua cà. Em đã có dịp được gặp anh Linh ở nhà em. Đó là cái lần mà anh Linh đi làm cái chương trình là vượt lên chính mình, anh Nguyễn Văn Thắng. Dạ, rồi vâng. Rồi. Chúc mừng nhờ sự gặp lại rất là có duyên này nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi vậy thì hai người ở Nghệ An rồi, khỏe rồi, thuận vâng. Lợi rồi ha. Dạ. Bạn gái bắt đầu câu chuyện đi. Chúng ta có những khuyết điểm, ưu điểm nào giới thiệu cho bạn trai biết luôn. Dạ, ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ. Ngon. Dạ, em chăm chỉ và sống có nguyên tắc ạ. Rồi, dạ. Khuyết điểm. Còn khuyết điểm của em thì em ít nói
và mắc bệnh sạch sẽ quá chị. Ví dụ cụ thể là như thế nào? Quá là quá như thế nào? Kiểu như là mỗi lần em về nhà thì hầu như là em đều dọn dẹp nhà cửa, rồi rửa hết cái này đến cái kia. Dạ. Cái đó bình thường vậy thôi. Vậy tốt mà, có thời gian. Dạ. Nhưng mà nhiều khi sạch quá người khác khó chịu quá ấy. À, tốt dạ. Mà. Dạ. Có cái gì làm người khác khó chịu với cái chuyện mà sạch của em nữa không? Nhiều khi bạn bè mà làm cái gì mà... Ví dụ như em vừa lau nhà xong mà bạn bè làm dở thì em hay nói ạ. À, dạ. Cho nên vậy nên bạn bè sợ phiền người ta đó phải không? Người sạch sẽ dạ, này thường xuyên là tắm lâu lắm nè. Tắm một khi cả tiếng vậy đó, có không? Dạ có. Tắm bao lâu? Dạ cũng khoảng một tiếng nè. Thôi thấy chưa? Làm gì cho đó mà tắm tới một tiếng, làm gì trọng? Dạ thì nhiều khi tạm mà em nghỉ cái này nghỉ cái kia thành ra. À, nhiều khi vô đó ngủ chứ tắm rồi gì. Bạn nam tắm bao lâu? Dạ em cũng tắm cơ 30 phút đó chị. Trời đất ơi. Rồi thôi được rồi. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em gì em nói luôn đi em. Dạ điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà, chơi thể thao giỏi tất cả các môn ạ. Em cũng là một vận động viên chạy của huyện nha. À, giỏi quá nha. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới thì, hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát, có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Trời ơi. Rồi giờ em giới thiệu em tự hát bài. Em hát bài quê em. Rồi đúng rồi. Làm cho em đứng đây hát thôi. Rồi ngồi đó hát luôn. Dạ em. Giới thiệu đi. Em xin gửi tới quý vị khán giả và hai MC và bạn gái bên cạnh ca khúc là Về Sự Nghề Cùng Anh. Rồi, quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ nghề với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghề nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa, gừng cây mũi mằn tiếng nói nọ giống ai. Rồi Dương hay rồi, nhiêu đó là hay rồi ha. Cái bài này nghệ sĩ ưu tú Tô Nga hát hay, mà cái bài rất là hay luôn. Dạ. Anh nghe anh rất là thích. Vâng. Cô gái bên kia có bài nào đáp lại về xứ nghệ không? Dạ không anh ơi, em hát dở lắm ạ. Em là ở huyện nào của tỉnh Nghệ An? Dạ em ở Diễn Châu ạ. À, Diễn Châu hả? Dạ. Là vùng gần biển đó đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ừ. Dạ. Anh cũng về vùng đó nhiều lần lắm rồi. Dạ. Nói chung là Nghệ An đầy nắng gió cũng có rất nhiều cái khó khăn ha. Dạ. Dạ. À, bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ mình trải lòng mình ngày hôm nay nha. Dạ. Thôi, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Dạ. Hai mấy năm mà chưa có một mối tình nào hết? Dạ chưa chị. Lý do tại sao? Chắc liệt kể ra thì nhiều lắm ạ. Chắc là do người hình em không được xinh. Rồi môi trường làm việc của em thì hầu như là nữ ạ. Rồi vì em ít nói nữa nên mọi người gặp em thì bảo như em lạnh lùng quá chị, nên là họ rất là khó gần. Bản thân mình có để ý ai hồi đó giờ không? Mình cứ kiểu như là có đơn phương á, mình có thích ai không? Dạ thì cũng có một người ạ, nhưng mà vì xá quá nên là dạ. Nói chung là chưa có nụ hôn đầu đời. Dạ chưa cầm có... tay luôn chị. Hả? Chưa có nắm tay ai. Chưa có nắm tay ai luôn. Dạ. Trời ơi. Dạ. Thấy chưa? Bạn trai nghe vậy cảm thấy sao? Chưa có nắm tay ai luôn đó. Sao em? Dạ thì mày sao đứng hình luôn rồi? Cảm động xúc động quá luôn. Tức là em rất là cảm động. Ừ. Mà
Còn em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình, một mối tình hồi lớp 6. Rồi, trời ơi. Trời ơi. Cái mối tình này thì hai cái mối tình này em có cái kỷ niệm hết, và một mối tình thì lớp 7 hả? Không, là lần em cũng đi làm được 1 năm. Rồi cái mối tình nó kéo dài không? Kéo dài là 3 năm 8 tháng 17 ngày. Trời ơi. Và lý cô ấy khi em quen thì cô ấy rất là khỏe mạnh, nhưng mà sau khi cô ấy đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2014. Thôi chia buồn với em nha. Đừng nhắc lại nữa. Dạ, chuyện buồn nó qua đi thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại những cái trang tình sự mới nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người trong mộng như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì em thích một bạn nam ngoại hình thì dễ nhìn ạ. Cao hơn em chút xíu là được ạ. Em hơi cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi, anh dạ. Trai cao nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m68 thôi ạ. Dạ. Được không em? Được rồi. Dạ được chị. Chịu khó thì đừng mang giày cao ha. Dạ. Rồi, gì nữa? Về tính cách thì em muốn anh nó chín chắn chút xíu ạ. Có chỉ câu tiến. Dạ, và bảo dung và tử tệ ạ. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Điều mà em không thích ở bạn trai đó là tính toán quá chí lý á chị. Và keo kiệt ạ. Dạ. Em có keo kiệt không trai? Không, em là một người rất là lãng mạn, rất thoải mái, sống điềm đạm. Và nói chung là không bao giờ thích những sự mà cái gì mà nó mệt mỏi hay là nổi nóng hay là những cái gì. Em thích cái gì cũng đơn giản trong cuộc sống. Như vậy là tốt rồi. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì điều em quan tâm nhất đó là cùng quê, cũng là ở Nghệ An. Thứ hai nữa là chỉ cao 1m, cao bao nhiêu cũng được, công việc như thế nào cũng được, da đen hay trắng, bất cứ như thế nào công việc em không quan trọng. Nhưng mà điều em quan trọng nhất đó là biết kính trên nhường dưới và chăm chỉ làm việc, rồi là có hiếu với người lớn tuổi và yêu động vật. Em cũng rất là yêu động vật. Vậy là hôm nay em cũng hợp lý rồi đó. Một cái người cùng quê ở Nghệ An ha. Dạ vâng. Diễn Châu với lại em chào chị. Chủ Thanh Chương cũng gần nhau luôn. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái đó là mình cùng quê, nhưng mà giờ em định là mình lập nghiệp ở đây hay là mình lập nghiệp ở đâu? Dạ. Cái vấn đề này em cũng nói với bạn gái luôn là ở Bình Phước thì em cũng có một miếng đất nhỏ. Nhưng mà nếu lập nghiệp ở Bình Phước thì em phải bán ở quê thì đã có nhà cửa và em đã mua một miếng đất ở quê dành cho mình. Bởi vì nhà em có hai anh em thì anh trai đã ở riêng và em giờ còn bố mẹ. Nếu bạn gái thích ở Bình Phước thì em sẽ bán ở đó và có thể đem bố mẹ vào. Còn nếu bạn gái không thích làm dâu thì bố mẹ em rất thoải mái và em sẽ về Đồng Nai mua một căn nhà nhỏ, làm một căn nhà nhỏ, chứ em không có khả năng để, tức là hiện tại đấy, trong vòng một năm nay thì em không có khả năng để làm một căn nhà lớn. Thì em cũng có một nhưng đã có đất nhỏ. Đai rồi là được một rồi một miếng đất nhỏ đấy chị, được rồi. Nhỏ nhiều chỉ cần một, ta nói một túp liều tranh còn được, huống chi là bây giờ đã có miếng đất, có nghĩa là ở Bình Phước em cũng có miếng đất rồi, mà ngoài quê thì cũng có nhà luôn rồi, có nhà và có một miếng đất. Nhưng mà bản thân em là em muốn ở Bình Phước hay là muốn về quê? Với em thì là tốt nhất là em ở nơi nào đó mà gần nội và gần ngoại để em bảo hiếu và được chăm sóc qua bố mẹ cả hai bên. Rồi, để chị hỏi cái này cái. Em có thích làm dâu không? Dạ, em làm dâu được chị. Em muốn lập nghiệp ở trong Nam hay là em muốn về ngoài miền Trung? Dạ, em nghĩ là lập nghiệp ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đâu mà công việc của hai đứa đều ổn định, phát triển thì rồi, đều được ạ. Tốt. Dạ. Một cái chặng đầu đã qua. Bây giờ chị hỏi cái thứ hai. Nhưng bây giờ là em đang ở Bình Phước nhưng mà cổ ở Đồng Nai. Vâng. Rồi hẹn hò em có thấy có trở ngại gì không? Dạ không ạ. Hẹn hò thì em sẽ đi Đồng Nai và ít nhất thì một tuần em sẽ lên bạn gái vào ba buổi. Rồi, nếu được thì bao giờ em tính là tiến tới hôn nhân? Được thì khi nào tình yêu đủ lớn và bạn gái chấp nhận đón nhận em và bạn gái chấp nhận cái lời cầu hôn của em. Còn nếu bản thân em suy nghĩ thì tốt nhất là 6 tháng đến 1 năm, nhưng mà Tết này là thời điểm thích hợp. Tết này là thích hợp. Vâng. Tết này có nhanh quá không em? Được không? Dạ, em thì thời gian cũng không quan trọng đâu chị. Quan trọng là cả hai đứa đã hiểu nhau hay chưa thôi ạ. Ok, dạ. Thôi vậy thì chị đã được thấy được rồi đó, hợp rồi đó. Dạ. Cái quan trọng là yêu nhau, nhìn thấy mặt nhau mà đã thích, đã yêu rồi thì thời gian quan trọng và đường xa cũng quan trọng luôn, đúng không em trai? Dạ, dạ vâng ạ. Thanh Chương với lại Việt Diễn Châu hả? Dạ, dạ em chào anh ạ. Dạ. Hôm nay rất là có duyên khi mà hai bạn ở Nghệ An gặp nhau ha. Dạ. Rồi họp tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Vấn đề chỗ là
cố gắng tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt để mình đi về Nghệ An mỗi năm nó có đôi đó mà. Dạ. Tết anh thường về quê với ai? Dạ em thường về một mình thôi anh. Một mình thôi hả? Dạ. Bạn trai thường về quê với ai? Em thì về quê cũng với chú hoặc là một mình, cũng là một năm em về 3 lần. Thôi lần sau đừng đi với chú nữa. Vâng. Đây có mối rồi ha. À. Dạ. Bây giờ bạn trai này là rất là muốn làm ăn, chỗ nào làm ăn được là được thôi. Dạ. Ví dụ như giờ em lên Bình Phước ở được không? Nếu mà ở đó công việc của em tốt thì có thể được. Em làm điều dưỡng đúng không? Dạ, đúng ạ. Điều dưỡng có thể xin Bình Phước được. Bệnh viện Bình Phước to lắm. Dạ. Anh lên bệnh viện đó cũng nhiều lần rồi. Dạ. Bệnh viện to rộng đẹp nữa, mới xây luôn. Dạ. Dễ xin việc. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, như vậy là ổn rồi. Dạ. Anh thấy hai cặp đôi này hợp lý đó nha. Đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân ạ. Rồi cho chị gặp bạn của em nha. Chào em gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và anh trai trên kia. Rồi chào em. Em là bạn thân của Thơ, học chung từ hồi cấp 3. Tới bây giờ thì hôm nay đến với nhau là đã có duyên rồi. Cho nên là em thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân mà sớm hơn thì có thể thì là tốt nhất. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Em đi với hai người em họ. Em họ. Vâng. Rồi, cho gặp đại diện bên đàn trai. Dạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Hôm nay con tham dự chương trình thì em thấy là con bổ sung thêm một chút là anh của con á là rất chăm chỉ đi làm về, không rượu chè hay là hút thuốc, không tụ tập gì hết, chỉ về nhà phụ giúp gia đình thôi. Và em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới. Mày con thấy chị gái bên kia được không? Dạ rất xinh ạ. Hợp với trai con không? Dạ hợp. Cảm ơn. Hợp ha. Dạ. Rồi như vậy tốt rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Thử xem Thanh Trương với Diễn Châu như thế nào đây. Mở rào. Dạ em chào. Ôi, anh ạ. Chào anh. Dạ. Anh có bó hoa buổi lần đầu gặp mặt để tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ, em. Dạ. Và anh có món quà này sô-cô-la. Dạ. Anh thích ăn sô-cô-la và anh muốn là dành tặng cho em những cái sự ngọt ngào nhất ở trong này. Dạ rồi em cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Và đây là có một cái món quà mà anh muốn tặng về dưới chân một người con gái. Để anh đeo cho em. Dạ. Mời em ngồi để anh ra cho em. Dạ. Rồi em ngồi đi, em ngồi đi. Đây, chị để lên đây cho. Dạ em cảm ơn ạ. Chu đáo quá à. Hoa rồi kẹo rồi cầm chân. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi. Em cũng có một món quà tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Là cái gì vậy em? Dạ món quà là chiếc thắt lưng ạ. À. Dạ. Anh có thể thử băng chiếc thắt lưng của em được không ạ? Dạ. Mở ra đi em. Wow, rất là đẹp. Dạ. Rồi. Anh có thể đeo vào hay là như thế nào? Dạ được ạ. Rồi. Đeo chưa có lỗ đâu mà đeo. À. Cái này không cần lỗ đâu ạ. À không cần hả? Dạ. Rồi. Anh có thể tháo thắt lưng của mình ra. Không cần tháo đâu, đeo đi. Đeo. Tháo nó tuột vô chừng mệt lắm. Rồi đẹp rồi đó. Trời dạ. Đeo luôn đi, đeo luôn, đeo luôn đi. Đeo luôn rồi để vậy luôn đi. Rồi, em tháo ra. Đây cất vô đây đi. Rồi, ngồi nói chuyện chút xíu ha. Và cởi ra cởi vô nó tuột mất công nữa. Rồi ngồi ghế đi hai bạn. Rồi chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Yeah. Em ở Diễn Châu, em ở xã nào của Diễn Châu? Dạ, em ở Diễn Minh anh. Wow. Dạ. Rồi, anh không biết anh được khi nào có dịp đi Diễn Châu chưa ạ? Anh đi rất là nhiều rồi. Trước dạ. Thì anh có làm tiếp thị công ty Bia dạ. Huda. Dạ. Và anh cũng đi ở các nhà hàng Diễn Châu. Dạ. Đặc biệt là ở thị trấn Diễn Châu. À dạ.
anh thấy em như thế nào ạ? Em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Và dạ, anh rất thích cái phong cách của em. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Theo em tình yêu thì cả hai đứa thì phải quan tâm, chia sẻ và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau ạ. Dạ. Anh cũng vậy. Dạ. Thì sau những cái thời gian mà được nghỉ rảnh rỗi thì em thường đi đâu? Thời gian rảnh rỗi hầu như là em ở nhà và nấu ăn rồi xem phim ạ. Em có thích một người đàn ông lãng mạn không? Dạ có, em rất là thích. À, dạ. Anh cũng rất là lãng mạn. Và anh, em có thích đi từ thiền không? Từ thiền giống như kiểu là mình làm một cuộc sống vất vả thì cũng có hơn, nhưng một số người cả may mắn thì anh cũng thường đi hồi tình thương rồi. Dạ. của huyện Diễn Châu anh cũng đi. À dạ, dạ. Thì hy vọng là sau này thì anh và em sẽ cùng nhau đi để anh không bị cô đơn trong những chuyến đi đó. Dạ. Trước mắt là bây giờ mình tính cái chuyện hẹn hò mình ở đây nè. Cái quan điểm tình yêu mình như thế nào, mình hẹn hò như thế nào và cái kế hoạch kết hôn mình như thế nào? À, hẹn hò thì anh sẽ là người chủ động và tới chỗ em. Và một tuần thì ít nhất thì không biết là có hợp lý hay không, có làm cho em công việc của em có bận rộn không. Nhưng mà anh thì một tuần anh sẽ xuống em khoảng 3 lần. Dạ, em thì công việc của em chỉ làm giờ hành chính thôi ạ. Rồi, anh không sẽ phải xuống, nhà đường anh sẽ xuống qua 5 giờ rưỡi. Dạ. Rồi thì con cái sao? Con cái thì em thích con trai, con gái và mấy đứa? Dạ, con cái thì là lộc của trời cho, nên là em không quan trọng là mấy đứa hay là con trai hay là con gái đâu ạ. Dạ. Rồi, anh cũng vậy đó. Dạ. Thì tới đây cũng là một cái duyên. Và anh có một câu nói như thế này. Là câu thứ nhất là nếu em muốn chọn một người đàn ông. Dạ. Cho em những cái một người đàn ông để em dựa vào và những có một bờ vai vững chắc những khi mệt mỏi và có những cuộc sống hạnh phúc. Dạ. Thì người đó là anh. Còn nếu em chọn một cái người đàn ông có sự giàu sang và đó thì anh không biết là sau này anh có làm được không, nhưng mà trước mắt thì cuộc sống của anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng nói với em vậy. Dạ. Để em có sự lựa chọn riêng mình. Dạ. Nếu anh cho em lựa chọn vậy thì em sẽ chọn anh ạ. Một con người mà cho em bờ vai vững chắc. Dạ. Không phải là anh nói tốt về bản thân mình, nhưng mà anh trước đây thì cái, cho anh nói về một cái chuyện cuộc sống của anh. Anh sống tự lập từ nhỏ và anh cũng trải qua. Trước có một câu nói của mẹ là mẹ bảo là một người đàn ông phải biết nội trợ giỏi. Mẹ bảo vậy. Thì anh đã học xong sinh viên, anh chỉ học cao đẳng nghề thôi. Và anh đi học một năm bên nấu ăn. Yeah. Và anh đi học trải qua 3 tháng của người đàn ông khác giới. Khác giới ở đây là khác giới về công việc. Tức là anh làm tất cả, tuần đầu tiên là anh lau nhà. Yeah. Và giặt giũ áo quần. Từ đó xong cái khóa học đó thì sau về thì cuộc sống của anh sẽ anh tự lập hoàn toàn. Và anh sở thích của anh là thích nấu ăn, khám phá những cái món ăn và thích làm việc nhà. Dạ, yeah. Em cũng rất là thích nấu ăn ạ. Bữa sáng thì anh dậy là 4 giờ. Anh dạ. đánh răng rửa mặt xong anh chạy thể dục. Dạ. Về nấu ăn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Đấy. Rồi anh tới giờ là anh đi làm. Xong trưa về thì anh làm 11 giờ anh về. Xong về thì anh nghỉ ngơi xíu rồi anh lại chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Và dạ. buổi chiều thì anh đi làm về 5 giờ. Thì anh đi tập gym. Và xong đó thì buổi tối về thì anh sẽ cho bố mẹ nghỉ, bởi vì là đã chuẩn bị bữa tối cho anh và cả gia đình. Thì lúc đó là công việc của anh rửa bát, giặt giũ cho cả gia đình luôn. Như vậy là tốt rồi. Hay bây quá. Giờ có một câu hỏi đặt ra, nếu như có một sự việc nào nó bùng nổ trong cái việc cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì ai sẽ là người xuống nước trước, ai sẽ là người xin lỗi? Trong những cái lần cãi vã thì anh sẽ là người xuống nước và anh sẽ im lặng.
và anh không, và khi nào mà anh sẽ cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói chuyện với em và tạo cho em một cái niềm vui và cái sự tự tin để em quên đi cái nỗi giận. Có thể là anh sẽ đem em đi ăn những cái món ăn ngon nhất mà đó là sở thích của em. Và có thể là đem em đi quán cà phê và dành riêng cho một phòng nào đó để em tận hưởng những không khí âm nhạc cùng anh. Em mới hỏi em có về Bình Phước với anh không? Thì ở quê anh thì có, nếu công việc của em là thuận lợi, rất là thuận lợi ở quê anh. Và về đó thì mình đất đai rất là rộng, anh cũng có miếng đất và mình sẽ xây nhà và được gần gũi bố mẹ bên ngoài và bên nội. Khi bố mẹ em cần mệt mỏi hoặc là ốm, có thể là về tuổi già, có thể là có những cái việc này nọ, thì anh và em sẽ là người đến nhanh nhất có thể. Dạ. Còn bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ anh cũng vậy, thì em và anh sẽ có mặt khi họ cần. Dạ được. Hay quá. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta để tay một cái bấm đi các bạn. Bấm nè em. Dạ. Đây. Đó, cùng quê, cùng nhiều quan điểm và cảm giác rằng cũng hợp với nhau. Vấn đề quan trọng là chúng ta kiểm tra lại tất cả mọi thứ xem chúng ta có về quê cùng với nhau hay không, về xứ Nghệ với anh không, hay là về Bình Phước với anh không. Chuẩn bị bấm nút kỹ nha các bạn. Dạ. Rất là nhiều người đang chứng kiến chúng ta trong cái giây phút này. Cái bấm nút là trao đi cái duyên của mình. Bạn gái chưa hề có một mối tình nào. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng chàng trai Thanh Trương nha. Nào nắm tay nhau nào. Diễn Châu và Thanh Trương. Ủa sao mang đôi giày kì vậy? Em nói một chút về đôi giày. Thì mẹ, chú là người chuẩn bị cho em. Em đã chuẩn bị rất là giày. Giày này là bộ đồ của ngoài kia. Còn cái giày tây, nhưng mà cuối cùng là lại nhầm. Lại không mang đôi giày đó và mang đôi giày này. Rối qua đi nhầm đúng không? Rồi, chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng thuộc về các bạn. Em gái cảm nhận cái nắm tay đầu đời như thế nào? Run chị. Run. Dạ. Và bây giờ thì hãy có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái giây phút rất đẹp này của hai bạn. Để dành được không chị? Ở đây để làm nhiều người làm chứng cho em. Anh này phải có trách nhiệm với cái nụ hôn đó. Xin phép bạn. Xin phép em nhé. Dạ. Hùng là nghe âm thanh nào à nha. Hùng là nghe cái chốc liền á.